Thưa tất cả các con, bây giờ là đến cái phần phá cỗ. Hôm nay Sư Phụ và Chư Tăng nhìn thấy mâm cỗ hôm nay rất là đặc sắc. Đấy, các con phải xem mâm cỗ hôm nay đẹp không? Bao nhiêu là món này? Đấy, các cô, các bác, Phật tử là chuẩn bị đây. Táo mà các cô, các bác cắt thành những con búp bê rất là đẹp. Rồi cam, rồi bưởi, đẹp quá. Bưởi thành những chú chó bông đẹp không này, con thấy không? Đẹp không? Thế này chúng một tràng vỗ tay cho công lao của các cô, chú đẹp quá cơ. Đây này, các con này. Con nhìn thấy không? Đây là con nhím đây này. Đấy, có phải con nhím không? Đấy, từ nho, đây là con cá này. Các con thấy đẹp không? Đấy. Con ơi, đây là con thỏ nữa này, con ơi, đúng không? Thấy các đẹp. Cô giỏi không? Đẹp quá, đẹp, đẹp quá. Sư Phụ cũng thấy vui quá. Hôm nay các cô, các bác, rồi các anh, các chị ở chùa vẫn rất là quan tâm đến các con, cho nên làm mâm cỗ Trung Thu hôm nay Sư Phụ thấy đặc sắc, có khi đặc sắc hơn cả năm 2019 nữa đấy, đúng không? Thế thì Sư Phụ thì đã gửi bánh về cho các con, gửi quà về cho các con rồi, về các đạo tràng rồi nhé. Thế thì còn ở đây, tại chùa mình thì các con nó sẽ phá cái mâm cỗ này nhé. Thế bây giờ Sư Phụ sẽ tặng cho các con nhé. Tặng cho con đây là những cái phần rất đặc biệt này. Đây là chú gì nhỉ? À, chú chim. Con này là con chim. Rồi, Sư Phụ tặng cho con. Đấy, con xin. Các con xếp hàng nhé. Đây, cho con. Rồi, các con đứng hết vào đây để Sư Phụ tặng quà nào. Đẹp quá. Đây, đây. Các bạn cùng gửi cho các bạn nam những con, những con chim này thật đẹp. Chúng con cảm ơn Sư Phụ. Đây, cho con thỏ. Đây, cho bạn con ong. Đúng, con ong vàng. Đẹp quá. Đây, cho con chim. Đây, con bướm đây. Cho con bướm này. Đây, các bạn nói con cảm ơn Sư Phụ à. Đúng rồi. Cho con. Cho con bướm này. Bạn nào đã có quà rồi thì chú Quậy xin mời bạn nhỏ lui về phía sau để cho các bạn cùng được nhận quà. Con thiên nga đẹp quá, cho con thiên nga. Con thiên nga. Đây, cho con thiên nga. Đây là MC của chương trình. Đẹp nữa này cho con. Đây còn thiên nga nữa. Cảm ơn Sư Phụ ạ. Đây nha. Cái gì đây? Cái bông hoa này đẹp quá. Này cho con. Rồi. Đây, cho đây, con một con đây. Thiên nga. Cho con đây. Cho con này. Cho con. Cho con. Đây. Cho con đây. Cho con này. Của con đây. Ôi gì đẹp quá. Bé nào cũng xinh đẹp quá. Đây của con. Cho con. Này có con. Ơi bé của bé của bé. Đẹp quá. Cho con. Cho con đèn ông sao. Cho con có bướm này. Cho con cá này. Cảm ơn Sư Phụ ạ. Bây giờ tất cả các con theo Sư Phụ nhé. Theo hai anh Lân để đi rước đèn ông sao nhé. Theo Sư Phụ đi tùng dinh dinh đi.